Nhưng chúng ta được mời gọi cẩn thận và cẩn trọng để không sai lầm về sự chiến thắng của Đức Kitô. Thái độ và hành động. Khi ấy các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, câu cuối cùng của tin mừng cho chúng ta nghe cũng có vẻ sợ hãi nhưng cũng đầy niềm hy vọng. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Và chắc chắn như thế, Chúa Giêsu đã trải qua biết bao nhiêu khốn khó dồn ép và bao nhiêu kẻ thù đã liên minh lại tìm cách để hãm hại Ngài, và cuối cùng kết án Ngài chết một cách nhục nhã. Có thể nói khi Đức Giêsu chết là Ngài đã chấp nhận tất cả những khốn khó đau thương đấy, và khi sống lại là lúc Ngài đã chiến thắng những khốn khó đau thương đấy. Chiến thắng ấy không phải chỉ riêng Ngài, mà Ngài còn hứa đảm bảo chiến thắng đó cho tất cả những ai bước theo Ngài. Nhưng chúng ta được mời gọi cẩn thận và cẩn trọng để không sai lầm về sự chiến thắng của Đức Kitô. Thái độ và hành động chiến thắng của Ngài là bằng tình thương, bằng hy sinh mà khuất phục thế gian và đau khổ. Người không chủ trương chiến thắng bằng sự hống hách hay quyền lực hay bằng sự kiêu căng. Người ta thường nói là thừa thắng xông lên để chà đạp người khác, chà đạp những kẻ yếu hơn mình. Không phải bằng chiến thắng bằng quân sự hay bằng khoa học, nhưng bằng tình thương chân thật, dám chết cho người mình yêu. Chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được rằng sức mạnh thực sự trong mỗi con người và sự vĩ đại đích thực của con người hẳn không nằm trong khả năng chinh phục người khác hay chế ngự thiên nhiên, mà nằm trong chính khả năng chế ngự được chính con người của mình, vượt thắng được chính mình để có thể hiến thân cho người khác. Điều này được Đức Giêsu biểu dương qua chính cuộc sống và nhất là cái chết của Ngài. Đức Giêsu đã chứng tỏ sức mạnh vô biên của tình yêu thập giá khi Ngài
cầu nguyện xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những người bắt bớ, hành hạ và giết chết Ngài. Đó là lúc Ngài trở nên người chiến thắng vẻ vang. Ngài đánh bại kẻ thù khủng khiếp nhất của con người là sự hận thù, là sự chết. Ngài có đủ lý do để tuyên bố cho chúng ta như trong Tin Mừng hôm nay: ta đã thắng thế gian. Qua chiến thắng ấy, Chúa Giêsu đã chứng tỏ sức mạnh vô biên của Ngài. Điều này cũng được các thánh tự đạo thể hiện khi các ngài đã chấp nhận cái chết đau thương khổ nhục, nhưng các ngài đã chiến thắng và sống mãi. Chính tình yêu vào Thiên Chúa đã làm cho các ngài nên một sức mạnh để chiến thắng thế gian, chiến thắng hận thù, chiến thắng những khổ nhục nơi thế gian khi bị người ta bắt bớ và giết chết. Thật đúng như lời Thánh Phaolô đã nói: không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Vâng, thưa ông bà anh chị em, chiến thắng thế gian bằng con đường tình yêu mà Đức Giêsu đã thực hiện dĩ nhiên đòi hỏi sự hy sinh và có khi chấp nhận cả cái chết. Đức Kitô đã đi vào con đường tình yêu của Thiên Chúa bằng cái chết vâng phục nơi thập giá trước khi Ngài được tôn vinh chiến thắng thế gian. Những người bước theo Đức Kitô cũng được mời gọi đi vào quỹ đạo tình yêu của Thiên Chúa bằng con đường của Đức Kitô. Con đường ấy chính là sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống giữa thế gian nhưng không theo tinh thần của thế gian, sống giữa thế gian nhưng bằng tinh thần của Đức Kitô. Như vậy, dù người đời có xem chúng ta là những kẻ thất bại, nhưng chúng ta vẫn là người chiến thắng trong Đức Kitô, trong con đường chúng ta bước theo Ngài. Trong một